Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dâu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong cùng giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chương mục phát sóng ngày hôm nay, Tú Quỳnh và ban biên tập của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 và cũng là tập cuối của bộ truyện Tội danh ngoại tình được viết bởi tác giả Cơm Cháy. Và ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Tu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị nội dung chi tiết của tập truyện ngày hôm nay. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ. Hiếm lắm, cả gia đình mới có mặt đông đủ, nên trưa hôm đó, nhà Hồng Anh liền mở tiệc ăn mừng. Sau bữa tiệc, Hồng Anh về nhà bố mẹ ở luôn. Đồ đạc bên nhà chung của cô và chồng cũng được dọn về ngay sau buổi chiều hôm ấy. Điều đáng nói là khi dọn đồ ra, Hồng Anh lại gặp người phụ nữ kia đi cùng với dì Mai. Có vẻ cô ta sẽ chuyển vào đây ở cũng nên. Nhưng dù cô ta có làm gì, Hồng Anh cũng chẳng quan tâm. Kể cả cô ta có ngủ trên giường mà cô và chồng đã từng ngủ, Hồng Anh cũng chẳng có cảm giác gì cả. Mọi chuyện đã kết thúc, cô không cần so đo những thứ nhỏ nhặt này nữa cháu thấy căn nhà này phải sửa nhiều đấy kiểu trang trí gì mà xấu thế này không biết thảo nào anh tùng cứ kêu ở nhà không thoải mái cô ta đứng giữa phòng khách chỉ trỏ nói hồng anh bước vào với một vài người được thuê tới để dọn đồ cô nhìn thấy cô ta liền cười bảo cô yên tâm đi mấy bức tranh cô chỉ đều được mang đi những thứ này là bố mẹ tôi tặng đấy hồng anh nói xong liền ra hiệu cho những người khác cùng tiến lên những người này nhanh chóng tiến lên gỡ xuống Bọc kín. Không những vậy, một vài món đồ đạc khác cũng được cô mua khi đi du lịch, được bọc kỹ càng cho vào thùng. Chỉ có kẻ thất bại mới cần những thứ đồ ấy, cô ta kênh kiệu nói. Chị không cần nói, em cũng sẽ bảo chị ma dọn hết những đồ đạc này vứt đi. Cái cũ không đi thì cái mới sẽ không tới. Hồng Anh nhìn cô ta cười rồi đi lên lầu. Cô còn một số quần áo và đồ đạc cá nhân phải thu dọn. Nếu không phải vì người thuê dọn đồ không biết cần phải lấy những đồ nào, thì ông anh sẽ không đến ngày hôm nay. Cô thực sự không muốn bước chân vào ngôi nhà này một chút nào. Thu dọn đồ trong phòng ngủ xong với sự giúp đỡ của nhân viên bên dịch vụ, Hồng Anh đưa mắt nhìn cô mạnh cưới treo trên tường. Thời điểm chụp ảnh cưới, cô không ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay. Thời điểm bọn họ bước vào lễ đường trao dẫn cho nhau, cô lại càng không tưởng tượng rằng sẽ có một ngày, mỗi người một ngã như thế kết thúc thôi Hồng Anh thở dài cứ thế xoay người bước ra khỏi phòng Cô không định lấy ảnh cưới Cũng không định xé bỏ nó đi Dù rằng cô biết chắc chắn qua hôm nay Bức ảnh đó sẽ bị vứt đi Ngoài trừ quần áo và một số đồ trang trí Hồng Anh cũng đã chọn luôn cả máy tính Và sách của mình đi Ngôi nhà này có một phòng làm việc chung của cả hai Giờ dọn đồ cô đi Căn phòng nhìn trống trải không ít Em tưởng chị có nhiều đồ lắm chứ Hóa ra cũng chỉ có như thế này thôi sao Khi nhìn thấy Hồng Anh bước xuống lầu Cô ta liền chăm chọc Nếu như thế thì chị chỉ cần nhắn nghe một tiếng là được rồi Em cho người dọn Chở qua tận nhà chị luôn Cần gì chị phải đến đây cho nhọc công Hay là chị muốn gặp ai đó thế Hồng Anh nhìn cô ta cười đầy khiêu khích Cô không cảm thấy tức giận Chỉ cảm thấy buồn cười mà thôi Cô không hiểu đến nước này rồi Cô ta còn nghĩ cô muốn gặp chồng làm gì chứ Mọi việc giữa bọn họ đã kết thúc Chuyện ly hôn cũng đã bàn xong Chỉ đợi ký giấy nữa mà thôi Cô càng nói tôi lại càng cảm thấy chột dạ đấy Không anh nhắc nhở Đã cướp đồ của người khác thì ôm cho chắc Cẩn thận rơi vỡ đấy Hồng Anh nói xong liền rời đi Người phụ nữ phía sau tức tối Gào thét cái gì đó Mặc kệ sự khuyên nhụ của dì Mai Hồng Anh cười mỉa, ban đầu cô ta có vẻ đắc chí lắm cơ, mà sao giờ lại nổi khùng vì một câu nói như vậy chứ? Hay là phụ nữ mang thai nên dễ nổi nóng, dù là lý do nào đi chăng nữa, Hồng Anh cũng sẽ chẳng quan tâm. Sau khi mang đồ về nhà bố mẹ, Hồng Anh ra ngoài, "Hôm nay cô có hẹn cùng với bạn thân ăn trưa." Hai người hẹn nhau ở một quán lẩu trong trung tâm thương mại ở gần công ty cô, vì hôm nay vẫn là ngày trong tuần nên Hồng Anh cũng không muốn đi xa khiến cho bạn mình khó xử mày quyết định ly hôn sao ngay khi hồng anh vừa ngồi xuống con bạn thân liền hỏi hồng anh gật đầu đúng hơn là tao quyết định ký giấy ly hôn bây giờ mày cũng biết tao chưa bao giờ có ý định níu kéo sau khi anh ta muốn ly hôn cả có lẽ người khác sẽ thấy hồng anh lạnh lùng hoặc là thay đổi lòng nên mới không níu kéo cuộc hôn nhân này thực ra lý do khiến cô làm như vậy rất đơn giản cô đã đủ tuyệt vọng với chồng. Điều duy nhất khiến cô kéo dài mọi chuyện, chẳng qua là muốn đòi lại công bằng cho mình mà thôi. Chứ Hồng Anh chưa bao giờ muốn nếu kéo người đàn ông ấy, dù rằng bản thân mình vẫn còn rất yêu anh ta. Tài sản thì sao? Anh Tùng đã chuyển không ít cho cô gái kia rồi. Con bạn nhắc nhở. Anh ta đang làm thủ tục để chuyển về vị trí cũ, ta cũng sẽ được hai phần ba. Hồng Anh giải thích. Nếu không phải vì sự ngu ngốc của cô ta, thì mọi chuyện sẽ không giải quyết nhanh như thế cô ta thuê người gây tai nạn cho mày sao con bạn kinh ngạc hỏi cô ta thuê dùng thẻ của anh ta thanh toán đó hồng anh kể tao chưa thấy người phụ nữ nào mà ngu như cô ta không biết có phải cô ta tưởng nhà chồng tao có thể một tay che trời nữa hay không đây không phải là lần đầu tiên hồng anh cảm tán về sự ngu ngốc của người phụ nữ này cô ta ngây thơ và ngu ngốc tới lạ mà nói đi nói lại Cô phải cảm ơn sự ngu ngốc đó của cô ta Nếu không thì không biết việc ly hôn sẽ kéo dài tới bao lâu Cô và gia đình có thể bị uy hiếp tới mức nào Còn bạn thân nghe vậy cũng bật cười Hồng Anh cảm thấy Ai ngờ được chồng tao lại yêu thích một người phụ nữ ngu ngốc đến như thế chứ Hồng Anh vừa dứt lời tiếng nói chuyện quen thuộc của một người phụ nữ Từ bàn bên đã vòng tới Bạn hai người ngồi trong góc nên không có nhiều người chú ý Dì cứ mặc ghê cô ta muốn làm gì thì làm. Mẹ chồng của Hồng Anh bực dọc nói. Dì nói với cô ta, an phận dưỡng tài đi, đừng có quan tâm những chuyện khác. Nếu đứa nhỏ có vấn đề gì, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Con bạn ngồi đối diện với Hồng Anh kinh ngạc, xoay người qua, nhìn tấm ngăn. Phía bên kia, mẹ chồng của Hồng Anh hoàn toàn không phát hiện. Bảy vừa vào tấm ngăn nói tiếp. Dì nói với cô ta, nhà này không có nhiều tiền đến như thế. Cô ta muốn... Thì đợi đến lúc thằng Tùng ly hôn rồi tính tiếp Sau đó Mẹ chồng Hồng Anh cướp máy Hồng Anh đoán có lẽ bà ấy nói chuyện với dì Mai cũng nên Cô ta trong miệng mẹ chồng Chính là người phụ nữ kia Con bạn thân quay lại nhìn Hồng Anh Hồng Anh ra hiệu cho con bạn im lặng Lắng nghe cuộc trò chuyện bên kia Mẹ chồng cô sau khi cướp máy Quay ra nói chuyện với bạn bè Là ai thế Có phải đứa con dâu mới của cậu không Một người bạn trong bàn hỏi mẹ chồng cô, còn giàu cái nỗi gì chứ Mẹ Hồng Anh thở dài Nếu không phải vì thằng Tùng Thì nó đừng có hồng bước chân vào nhà tôi Tớ nói nè Tại sao đột nhiên lại đồng ý cho hai đứa nó ly hôn Người phụ nữ kia lấy gì để so sánh với Hồng Anh Một người khác lại nói Có con thì sao chứ Cứ bảo cô ta sinh ra rồi nuôi là được rồi Hồng Anh không nuôi thì cậu nuôi Cháu là cháu mình Còn cái loại người như cô ta Tốt nhất cho chút tiền rồi đuổi đi thôi đúng rồi đó cái loại người như cô ta thì có ai không nhìn rõ tớ thấy tám phần là cô ta nhắm đến tài sản nhà cầu rồi đâu phải là tớ không muốn chứ mẹ chồng của hồng anh mệt mỏi đáp không biết là cô ta cho thằng tùng ăn bùa mê thuốc lú gì mà thằng bé nghe lời cô ta răm rắp cộng thêm việc hồng anh không đồng ý nuôi đứa nhỏ càng khiến cho thằng bé cách lòng con dâu mình lựa chọn vẫn hơn cái loại đầu đường xó chợ hồng anh không bằng lòng thì cứ từ từ kể cả ly hôn, cậu từ từ kiếm cho thằng Tùng mối khác, ngon hơn cái ngữ đó. Nhưng mà biết làm sao, có khi duyên số của chúng nó. Tớ nghĩ vài bữa thằng Tùng nó chán rồi, kiểu gì cũng bỏ thôi. Cho dù thế nào tớ cũng không chấp nhận cái ngữ ấy. Mẹ chồng Hồng Anh nói xong, cùng với bạn bè đứng dậy rời đi. Đợi đến khi bọn họ đi khỏi, con bạn thân Hồng Anh mới cất tiếng. Không biết oan gia ngõ hẹp hay sao, nghĩ cũng kỳ. Sao lúc nãy chúng ta không phát hiện ra chứ? Quái này có ai lối vào, vừa nãy chúng ta đi từ bên này. Hồng Anh nhắc nhở, vừa nãy hai người cũng không để ý xung quanh nên không thấy. Con bạn thân gật đầu. Xem ra là mẹ chồng cũ của mày cũng chẳng xem trọng cô ta là mấy đâu. Bà ấy xem trọng cô ta tao mới thấy lạ đấy. Hồng Anh cười đáp. Đây mới là tính cách thực sự của mẹ chồng tao. Nhìn thái độ của cô ta, Hồng Anh còn tưởng rằng cô ta đã thu phục được người mẹ chồng khó tính. Ai ngờ bà ấy chỉ tỏ vẻ bằng mặt mà không bằng lòng thôi. Nghĩ cũng phải, bà ấy là người rất coi trọng mặt mũi. Với một đứa con dâu như cô ta, bà ấy đừng nghĩ đến chuyện khoe quan ra bên ngoài. Chỉ cần không thấy mất mặt là đã quá mượn rồi. Mẹ chồng cô chính là như vậy. Bố chồng cô lại càng chẳng nói tới. Với ông ấy, con dâu có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của con trai là điều quan trọng nhất vì thế cô ta chắc chắn không được lòng ông ấy nên xem ra cô ta chỉ được lòng mỗi chồng cô chỉ là không biết điểm yêu thích này có thể kéo dài được bao lâu dù bây giờ chẳng còn liên quan thì tao vẫn thấy vui con bạn cười nói nếu bọn mày chia tay vì hết tình cảm thì không nói đằng này lại là chuyện có người thứ ba khiến tao càng chướng mắt cô ta hơn tôi hồng anh gật đầu đáp tao tin trên đời này ác giả ác báo cô ta sớm nhận được quả báo tôi mày không định làm gì sao chẳng lẽ mày tính cứ để yên cho cô ta còn bạn thân của hồng anh hỏi tao động tay động chân làm gì chỉ tổ bẩn tay thôi hồng anh lắc đầu đáp với người như mẹ chồng tao cô ta sớm sẽ cảm thấy mệt mỏi với người chồng do mình phá hoại hạnh phúc của người khác mà lấy được đó không phải Hồng Anh chưa từng nghĩ đến chuyện trả thù người phụ nữ ấy, nhưng cô thấy không cần thiết phải làm như vậy. Nếu cô ta bước chân vào nhà chồng thì cô sớm hay muộn cũng sẽ thiệt tòi mà thôi. Hơn nữa, vợ cô có làm gì, chồng cô cũng sẽ đứng ra bảo vệ cô ta. Hồng Anh không muốn nhìn thấy cảnh đấy. Thôi, mày không muốn làm gì thì thôi. Con bạn lắc đầu. Bởi với nhà mày cũng vậy sao? Hồng Anh nhìn con bạn thân tỏ vẻ không hiểu Con bạn liền giải thích Bố mẹ mày không nói làm gì Nhưng còn Minh thì sao Thằng nhóc ấy coi mày như bạn Nó không làm gì anh Tùng Chẳng lẽ có thể bỏ qua cho cô ta Tao sẽ dặn nó Nó không nên dây vào chuyện này Hồng Anh nói Cô quá thực đã bỏ qua em trai mình Ngay từ đầu cô đã không để thằng bé nhúng tay đến Bây giờ lại càng không Sau khi được con bạn nhắc nhở hồng anh vội vàng gọi điện thoại cho em trai chị sẽ nói ngắn gọn thôi em đừng có làm gì người phụ nữ kia chuyện giữa chị và anh tùng đã kết thúc em không cần nhúng tay vào đâu ngay khi em trai bắt máy hồng anh đã nói thẳng minh ở đầu dây bên kia vội nói sao chị biết em định ra tay em không thể đứng nhìn cô ta sống hạnh phúc như vậy được cô ta cướp người từ tay chị chắc chắn phải trả giá hồng anh đau đầu khuyên nhủ em không cần phải làm gì cả, chị tự biết phải làm sao. em dúng tay sẽ để lại điểm yếu cho bọn họ. Chả lẽ em muốn chị không ly hôn được sao? Hay lẽ em muốn tài sản của chị sẽ nuôi cô ta và con cô ta? Chưa đến cuối cùng, thủ tục vẫn chưa xong. Hồng Anh sẽ không mạo hiểm làm gì cả. Hai bên đã thỏa thuận bằng miệng, nhưng thỏa thuận ấy có thể bị phá vỡ bất kỳ lúc nào. Giấy trắng mực đen còn có thể hủy hoại được, huống chi là nói bằng miệng chứ? Chị. Mình ấp uống Chị biết tấm lòng của em Nhưng mà em đừng có can dự vào chuyện này Hồng Anh nhắc nhở Được rồi, em biết rồi, chị cứ yên tâm Mình khẳng định Em hứa với chị là sẽ không làm gì đâu Hồng Anh nghe được lời hứa Từ em trai cô mới cướp máy Cô quay lại nói với con bạn Mày có mày nhắc nhở Không là tao sợ Minh nó làm gì mất Thằng bé thì cũng chỉ là quan tâm mày thôi Con bạn cười đáp ly hôn xong rồi mày định làm gì mày cũng biết tao rồi đó tao sẽ đến trụ sở chính của công ty để làm việc thông tin cụ thể chắc phải đợi đến lúc tao đi làm lại mới biết hồng anh chị cánh tay đang bó buộc còn chuyện ly hôn nữa nhanh cũng phải 3-4 tháng tao xin phép rồi mày ra nước ngoài coi như đuổi không khí đi đỡ phải nhìn thấy những người mà bản thân mình chán ghét còn bạn đáp lời cũng đâu có đến nước nào, dù là cùng thành phố thì đâu phải lúc nào ta cũng đụng mặt họ được đâu. Hãy thế mà Hồng Anh không ngờ rằng thành phố này là nhỏ đến vậy. Buổi trưa cô vừa nói xong, buổi tối đã đụng mặt chồng và tình nhân của anh ta. Hôm nay cả nhà Hồng Anh ra ngoài dùng bữa, đây là quán quen thuộc của nhà cô. Và đương nhiên, Hồng Anh cùng với chồng cũng đã từng đến đây rất nhiều lần. Nhìn thấy bọn họ, Hồng Anh tỏ vẻ không quen biết cô vừa đi vệ sinh cùng mẹ sau đó mẹ có điện thoại nên bảo cô vào trước ô xem ai đây cô ta cất tiếng em tưởng chị thế nào hóa ra là dàn cảnh vô tình gặp nhau ở đây sao buổi sáng chị không gặp được anh tùng nên nhất quyết theo chân bọn em đến tận đây ạ à? nhìn cô ta đang tay trong tay với chồng mình lại nở một nụ cười khiêu khích hồng anh không cảm thấy tức tối hay bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào khác Tuy vậy cô vẫn cảm thấy hơi gai mắt Nhưng cũng chỉ như thế mà thôi Hồng Anh nghĩ có lẽ bản thân mình Hoàn toàn đã chết lặng Đừng có suy bụng ta ra bụng người Hồng Anh nói Anh ta không còn quan trọng tới nỗi Tôi phải đi theo làm gì đâu Huống gì bây giờ giữa chúng tôi Chỉ còn bước thủ tục nữa là xong rồi Vậy nên tôi khuyên cô Tốt nhất cô nên khiêm tốn một chút đi Tôi và anh ta vẫn còn chưa ly hôn đâu Bây giờ cô vẫn mang cái mát là kẻ thứ ba đấy <laughs> không ăn được nho thì nói nho chua cô ta cười cật để em xem chị có thể mạnh miệng đến khi nào anh tùng ơi chúng ta vào thôi bố mẹ đang chờ đó cô ta nói xong liền kéo tay chồng cô ta đi vào bên trong chồng cô liếc mắt nhìn cô rồi đi theo cô ta hồng anh cười nhìn theo bọn họ chồng cô càng ngày càng nhu nhược thì phải còn đứng đây làm gì sao còn chưa vào trong đúng lúc này mẹ cô tiến tới hỏi hồng anh đáp con thấy một vài người đáng ghét nên dừng lại thôi mẹ hồng anh dường như đoán ra được là ai bà nhíu mày bảo đúng là suối quẩy mà thôi mẹ ơi con cũng chẳng mất miếng thịt nào kệ bọn họ đi hồng anh nói xong thì kéo mẹ mình vào trong trong bữa tối hồng anh cũng chẳng nhắc lại chuyện gặp phải chồng và cô bồ nhí ai ngờ oan trái thế nào khi ăn xong nhà cô lại gặp phải bọn họ bữa tối nay không có bố chồng cô chỉ có mẹ chồng cùng với hai người kia đi ăn ngay khi hai đoàn người gặp nhau hồng anh cảm thấy không khí xung quanh dường như trùng xuống thậm chí cô còn cảm thấy ánh mắt của em trai nhìn chồng giống như tóe lửa <laughs> tưởng ai hóa ra là một đôi mèo mã gà đồng sao minh nhìn người anh trễ vẫn còn trên danh nghĩa chăm chọc nói anh không biết nói chuyện thì tốt nhất im lặng đi Cô ta lớn giọng bảo Kẻ không được yêu mới chính là kẻ thứ ba Minh bật cười đáp Ồ em gái Em cũng đã tốt nghiệp đại học Chẳng lẽ không biết chữ sao Ai quy định người không được yêu là kẻ thứ ba thế Em có biết mấy chữ hôn nhân hợp pháp Viết như thế nào không Anh Cô bớt lời đi Mẹ chồng ông anh nhắc nhở cô ta Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi Cháu đừng có nói linh tinh Bà đáp lời Minh Anh cũng chẳng để ý Anh đã từng tôn trọng người phụ nữ này Với thân phận Bà ấy là mẹ chồng của chị gái Còn lúc này Sự tôn trọng của anh đã chẳng còn nữa Cùng là phụ nữ với nhau Bà ấy có thể bao che cho con trai Làm chuyện đốn mạc như vậy Thì anh cũng chẳng cần phải tôn trọng nữa Dù giải quyết thì cũng không thay đổi được sự thật đúng không bé Minh chăm chọc hỏi lại Hồng Anh thấy vài người xung quanh Nhìn qua phía bọn họ có vẻ mặt tò mò Vẻ mặt mẹ chồng vì như vậy cũng chẳng vui Hồng Anh đoán bà ấy đang nhẫn nhịn rất nhiều Nơi đây là bên ngoài bà ấy không muốn mất mặt Minh, đi thôi Chúng ta không cần đứng đây dây dưa với cái loại người như thế này đâu Hồng Anh nhắc nhở Minh nhìn chăm chăm bọn họ rồi quay đi Hồng Anh cùng bố mẹ nhanh chóng rời đi cô chẳng quan tâm họ có phản ứng gì sau những lời nói ấy lần sau nếu có gặp mặt mấy người đó thì con tránh đi lúc lên xe mẹ hồng anh nhắc nhở mình mẹ nói như vậy không phải vì sợ bọn họ mẹ chỉ sợ bọn họ làm gì con thôi hồng anh tiếp lời mẹ mình bọn họ có thể không tự thủ đoạn gì cả nên nếu tránh được thì em cứ tránh đi không mất mát đâu người phụ nữ kia cũng chỉ được cái lắm miệng chị cứ yên tâm em tự biết chừng mực em cũng sẽ không dây vào bọn họ đâu hôm nay ngứa miệng quá nên em mới nói vài câu thôi mình đáp nhưng mà không ngờ thành phố này nhỏ đến như vậy có thể gặp được bọn họ đúng là oan gia ngõ hẹp đấy mẹ hồng anh cảm thán hồng anh cũng phải thừa nhận điều ấy đặc biệt là những ngày tiếp theo không hiểu thế nào cô lại liên tục gặp bọn họ lúc thì là cô ta lúc lại là chồng cô khi thì là mẹ chồng đặc biệt mỗi lần hồng anh đến công ty vì có chút chuyện đã bắt gặp chồng mình đi cùng với đoàn công tác không biết vì có chuyện gì mà hôm nay anh ta lại đến đây dự án này lúc trước do cô hồng anh phụ trách nhưng vì cô ấy đã chuyển về tổng bộ nên sau này sẽ do tôi phụ trách nhân viên mới đến vừa đi vừa giới thiệu cho chồng cô và những người khác đúng lúc này hồng anh và đoàn người gặp nhau trên hành lang hồng anh nhìn thấy bọn họ cô gật đầu chào hỏi nam đồng nghiệp kia vì mới chuyển từ chi nhánh khác đến không biết mối quan hệ giữa cô và tùng nên đã thản nhiên giới thiệu hồng anh nay cô đến công ty sao tưởng là đúng lúc đó nam đồng nghiệp dừng bước nói nay có đoàn bên bộ xây dựng vào khảo sát tiếp dự án lúc trước cô có muốn đi cùng chúng tôi không hồng anh nhìn đồng nghiệp lắc đầu bảo không cần đâu tôi có việc cần nói với giám đốc tôi cũng rút khỏi dự án này rồi hồng anh nói xong liền rời đi cô đi ngang qua tùng không nhìn anh ta lấy một cái trong đoàn xây dựng có người biết mối quan hệ giữa tùng và hồng anh cô cố tình hỏi cô hồng anh được chuyển về tổng bộ sao không có tin tức gì đấy mọi người không biết sao nam đồng nghiệp kia kinh ngạc hỏi lại tin tức này đã thông báo từ trước rồi chẳng qua cô ấy có chút việc riêng nên giờ mới chỉ tiến hành bàn giao một phần công việc và chưa làm thủ tục chuyển đi thôi À Người kia nhìn Tùng với ánh mắt đầy thầm ý Vì đã rời đi Hồng Anh chỉ nghe được loán thoáng vài câu Nên khi thấy Tùng kéo mình ra một chỗ để nói chuyện Thì cô khá bất ngờ Anh muốn nói chuyện gì đây? Hồng Anh gạt tay Tùng ra Đứng lùi lại rồi hỏi Tùng nhìn chầm chầm vào cô nghiến rằng Là em cố tình đúng chứ? Em cố tình khiến anh hiểu lầm Em bị đuổi việc không xin được việc mới Hồng Anh bật cười đáp Đó chẳng phải là mong muốn của anh sao Cô không hiểu người đàn ông này đang tức giận điều gì Đó là điều anh ta muốn Cô chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi Huống chi giờ những điều này còn quan trọng sao Chẳng lẽ anh ta vì chuyện công việc Mà không ly hôn với cô Tùng siết chặt tay chất vấn Em làm như thế là có ý gì Ý gì Anh đang muốn tạo sức ép để tôi đồng ý ly hôn bây giờ mọi chuyện xong rồi anh còn muốn gì anh tức giận cho ai coi hồng anh hỏi ngược lại hay là tôi nên nói bây giờ anh đang hối hận vì không biết chuyện này nếu thấy giá trị của tôi lớn hơn thì anh chẳng lẽ anh sẽ không ly hôn tùng im lặng sự im lặng của anh ta khiến cho hồng anh cảm thấy mình đoán quá đúng người đàn ông này có lẽ sẽ đặt lợi ích sự nghiệp của mình lên trên tất cả anh ta thậm chí còn không biết xấu hổ Mà nghĩ như vậy sao Tại sao em lại không nói với anh Tùng cố gắng giữ bình tĩnh hỏi Hồng Anh cảm thấy được cười Đến bây giờ anh ta vẫn cố chấp để làm gì chứ Sự thật có thay đổi được đâu Điều này có quan trọng sao Hồng Anh nhìn thẳng vào mắt anh ta hỏi Tùng giữ im lặng Hồng Anh cũng không mở lời tiếp Không khí cứ thế trùng xuống Qua khoảng gần 5 phút Tùng mới lên tiếng Em làm như vậy để trả thù anh đúng chứ Tôi hỏi lại anh một lần nữa Những điều này bây giờ còn quan trọng sao Hồng Anh nhắc lại Là anh lựa chọn ly hôn Là anh gây sức ép cho tôi để tôi ly hôn Cuối cùng anh đã đạt được mong muốn Lại quay ra hỏi tôi lý do tại sao tôi không nói Anh nghĩ nếu tôi nói có thể cứu vãn được mọi chuyện sao Hoàng Tùng Anh hãy tỉnh lại đi Giữa chúng ta thực sự đã kết thúc Hồng Anh nói xong thì xài bước rời đi. Đúng lúc đi ngang qua Tùng, anh ta giữ tay cô. Hồng Anh nhíu mày, nếu không phải bây giờ cánh tay đang bó bột, thì Hồng Anh chắc chắn sẽ cho anh ta một cái tác. Cô dừng bước, nhìn Tùng bằng ánh mắt khó hiểu. Anh muốn làm gì đây? Em chán ghét anh đến mức như vậy sao? Tùng hỏi. Bây giờ ngay cả việc nói chuyện với anh em cũng không muốn. <laughs> anh nói những điều này có cần thiết không hồng anh lành nhạt đáp tôi không nghĩ rằng đối với người chồng đã phản bội mình thì có thể niềm đỡ. đứng đây nói chuyện bình tĩnh lịch sự với anh đã là giới hạn của tôi muốn tôi tươi cười với anh nằm mơ đi hồng anh nói xong thì giật tay khỏi tay anh ta rời đi tôi mở phía sau nói với teo em còn yêu anh không tình yêu của tôi dành cho anh đã bị chính anh vứt bỏ Hồng Anh không dừng bước, cứ thế cụ nói và bước thẳng đến phía trước. Người đàn ông này buồn cười thật sự. Anh ta ngoại tình, ép cô ly hôn. Giờ lại hỏi có còn yêu anh ta không? Anh ta không cảm thấy chính mình không có tư cách nói những lời ấy hay sao? Mang tâm trạng hơi khó chịu, Hồng Anh rời khỏi công ty. Cô không định về nhà luôn mà đến công ty của em trai. Hôm nay bên hẹn cô cùng đi xem nhà. Thằng nhóc này gần đây muốn đầu tư vào bất động sản nhưng lại không có kinh nghiệm nên kéo cô đi chung. Hồng Anh không làm về bất động sản nhưng làm những dự án nhiều, có kinh nghiệm, lại có thêm nhiều mối quan hệ trong ngành nên ăn đứt người ngoài ngành như em trai. Lúc Hồng Anh đến, em trai cô đang hợp nên phải ngồi chờ. Đúng lúc cần đi vệ sinh, Hồng Anh liền đứng dậy đi đến nhà vệ sinh. Không biết mát mùi thế nào, Hồng Anh chút nữa đi nhầm vào nhà vệ sinh nam. Khi đang bước ra Hồng Anh chợt nghe thấy một dòng nam rất lạ Bây giờ em đã vào được nhà họ Nguyễn Thì còn lo lắng gì nữa Em chỉ cần nắm chặt anh ta Người phụ nữ tài giỏi kia Chẳng phải đã bị em đuổi đi hay sao Hồng Anh nghe thấy những câu nói đó Cô liền khừng lại Không biết có phải do trực giác mất bảo hay không Hồng Anh cảm thấy Hình như câu chuyện có liên quan tới mình thì phải Người nam trong mùa vệ sinh Không biết đến sự tồn tại của Hồng Anh anh ta thậm chí còn mở loa ngoài Nhà vệ sinh yên ắng Hồng Anh đứng ngoài cửa Cũng có thể nghe rõ cuộc nói chuyện ấy Bọn em còn chưa đăng ký kết hôn Dòng người phụ nữ vang lên Dòng nói này dù có chết Hồng Anh cũng sẽ nhận ra Đó là người phụ nữ đã phá vỡ hạnh phúc gia đình cô Em sợ gì chứ Trong bụng của em đang có con của anh ta Người nam kia lên tiếng Ai mà biết được đó có phải là con của anh ta hay là con của anh cô ta nói mà con của ai cũng được tôi chỉ cần anh ta tin đó là con mình là được rồi <laughs> bởi vậy nên anh mới nói rồi em đừng có lo còn chuyện người phụ nữ kia anh sẽ thử xem thế nào ảnh em gửi có vẻ trong cô ta khá ngon nghẹ đó người đàn ông kia bình phẩm chị ta cũng được lại có tiền anh tưởng nghĩ xem lúc này chị ta cũng đang đau khổ vì phải ly hôn chồng rồi công việc lại không thuận lợi Chán nản, mệt mỏi Mà có một người đàn ông quan tâm, chăm sóc Thì kiểu gì chẳng siêu lòng chứ Cô ta lên kế hoạch Người đàn ông kia cười bỉ ổi <cười> Em cũng thật lắm trò Bản thân quyến rũ chồng người ta Bây giờ lại bảo nhân tình của mình Đi cua vợ cũ của anh ta Đến đây Hồng Anh đã biết Người bọn họ nhắc đến là ai Người đó chính là cô người phụ nữ kia không chỉ lên kế hoạch quyến rũ chồng cô phá hoại hạnh phúc gia đình cô mà còn muốn hãm hại chính cô cô ta nghĩ rằng cô sẽ dễ dàng mắc bẫy như vậy sao hồng anh ra khỏi nhà vệ sinh nhưng không đi xa đợi khi người đàn ông kia đi ra khỏi nhà vệ sinh hồng anh liền chụp ảnh lại anh ta xuất hiện ở đây nên hồng anh đoán là anh ta làm việc chung công ty với em trai hoặc là khách hàng đối tác có hình ảnh thì cô sẽ dễ dàng hỏi thăm hơn chị à, chị đi đâu vậy? ngay khi hồng anh trở lại phòng, minh liền hỏi, hồng anh đáp, chị đi vệ sinh thôi, em vừa mới họp xong mà. minh gật đầu nói, có khách hàng lớn nên em phải họp một chút, em hẹn người ta lát nữa mới đi xem nhà. chị muốn vào văn phòng của em, hay là đi luôn? bây giờ phiên giao dịch buổi chiều còn chưa kết thúc, chị vào phòng của em đi, lát nữa đi cũng không muộn. Hồng Anh đề nghị cô không muốn ảnh hưởng đến công việc của em trai. Hơn nữa Hồng Anh cũng muốn tìm một chỗ riêng tư để hỏi em trai về người đàn ông kia. Nghe vậy, Minh liền dẫn chị gái vào phòng làm việc. Ngay khi vào phòng làm việc, Hồng Anh liền đưa bức ảnh cho em trai. Em có quen anh ta không? Minh nhận điện thoại của cô để xem kỹ hơn. Chỉ trong giây lát, mình đã đoán ra được người này là ai. Anh nói, đây là đồng nghiệp của em nhưng ở bộ phận khác lớn tuổi hơn em. Có chuyện gì thế chị? Hồng Anh nhận lại điện thoại rồi kể tóm tắt câu chuyện mà mình nghe thấy trong nhà vệ sinh. Hai người họ chắc chắn có quan hệ với nhau. Để rõ ràng hơn thì chị sẽ nhờ người điều tra xem. Lúc trước chị cũng cho người theo dõi cô ta mà không phát hiện ra. Hồng Anh không nghĩ người thám tự từ đó là mang vô trách nhiệm. Cô thấy chẳng qua người phụ nữ kia giấu kỵ quá mà thôi. Hơn nữa người đàn ông kia Có thể có thân phận nào đó Khiến thám tự bị nhầm lẫn Em nghe đồng nghiệp bàn tán Hình như anh ta có một cô em họ rất giàu có Có vài lần có người nhìn thấy em họ Đến tìm anh ta Cử chỉ của hai người có vẻ khá thân thiết Chẳng lẽ đó là cô ta sao Minh nhíu mày nói Dù thế nào thì em cũng sẽ làm rõ chuyện này Bọn họ còn muốn lên kế hoạch hãm hại chị sao Nằm mơ Hồng Anh đồng tình đáp Em đừng có nóng giận quá Mọi chuyện vẫn còn chưa xảy ra Cô ta có vẻ đánh giá chị quá đơn giản Cô ta nghĩ chị sẽ đói bụng Ăn quàng sao Thật là được cười Nhưng mà xem ra đứa nhỏ trong bụng cô ta Chưa chắc là của chồng chị đâu Nếu thật là như vậy thì không biết khi biết tin Chồng và bố mẹ chồng của chị Sẽ cảm thấy như thế nào Chị nghĩ đến những điều ấy thôi Hồng Anh đã cảm thấy thật vui vẻ bọn họ đánh đuổi rất nhiều thứ để lấy đứa nhỏ nếu đứa nhỏ thực sự không phải con của chồng cô chắc chắn bọn họ sẽ sốc lắm cho coi hồng anh rất mong điều ấy có thể xảy ra cơ mà cho dù thế nào cô cũng không định điều tra chuyện này hay tiết lộ tin tức cho họ biết hồng anh cảm thấy không cần thiết thêm nữa muốn xác định đứa nhỏ là con ai lúc này vừa có vừa cồng kềnh cô cũng chẳng có lý do để làm như thế cho dù đứa nhỏ có là con ai thì cô và chồng cô đều vẫn sẽ ly hôn em rất mong là điều ấy sẽ thành sự thật Minh cười đáp về chuyện của người đồng nghiệp kia em cũng sẽ tìm hiểu kỹ xem thế nào thời gian này chị cũng nên cẩn thận đi em không biết bọn họ định làm gì đâu em cứ yên tâm chị sẽ cẩn trọng Hồng Anh gật đầu đáp sau khi nói rõ mọi chuyện Hồng Anh ngồi đợi một lát đến chờ tan làm mới cùng với Minh rời đi khi đang đứng đợi thang máy, hai người liền bắt gặp người đàn ông kia. Anh ta có vẻ trông khá bất ngờ khi nhìn thấy Hồng Anh. Hồng Anh đoán có lẽ cô ta đã gửi ảnh cho anh ta xem. Cậu tăng làm rồi sao? Đây là người yêu của cậu à? Anh ta đột nhiên cất tiếng hỏi. Mình hơi nhíu mày. Anh và anh ta không làm việc chung với nhau. Ngày thường công việc của hai người chẳng va chạm với nhau. Nếu không phải có người bàn tán thì mình cũng không biết trong công ty có người như anh ta. Ấy thế mà giờ anh ta lại tỏ vẻ thân quen với anh. Đây là chị gái tôi. Mình giới thiệu qua loa. Người đàn ông kia nghe thấy liền cười nói. Là chị cậu sao? Ồ, trông trẻ quá. Chào em, anh là Thành, là đồng nghiệp của mình. Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, Hồng Anh nghĩ nếu không biết trước, khả năng cô cũng sẽ bị lừa thôi. Anh ta trông cá đẹp trai, nhưng lại gây ấn tượng bởi sự thân tiện Lúc anh ta cười mang đến cảm giác Mặt trời đang tỏa nắng Đúng là ngoại hình Có tính lừa gạt người khác Chào anh Hồng Anh gật đầu đáp Thành cũng mỉm cười theo Anh ta hỏi thêm Bây giờ hai chị em định đi đâu thế Nếu không bận thì anh mời hai người đi ăn tối nhé Một lời mời mọc có vẻ hơi đường đột Huống chi quan hệ của anh ta và em trai cô Cũng chẳng thân thiết là bao Hồng Anh nghĩ có vẻ anh ta hơi vội vàng thì phải. Cảm ơn lời mời của anh, chúng tôi đã có hẹn rồi. Tiếc ghê, bình thường cậu ấy giúp đỡ anh cũng nhiều, nên anh muốn nhân cơ hội này mời cậu ấy một bữa tối. Thành lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Đúng lúc này thang máy đi tới, ba người cùng bước vào. Trong thang máy hơi đông, Thành cố đứng sát lại gần chỗ hai chị em. Hồng Anh nghĩ nếu không có em trai, anh ta kiểu gì cũng sẽ tìm cơ hội Đứng sát rạc lại chỗ cô cho xem Xin lỗi hai người nha Thang máy chợt quá Thành nói nhưng ánh mắt lại nhìn chầm chầm hồng anh Mình khó chịu Cố gắng đứng chắn tầm nhìn của anh ta Mình bảo Tôi nghĩ hai người không thân thiết tới mức ấy đâu Ăn cơm cùng không cần đâu Tôi cũng chẳng giúp gì được cho anh cả Thành mỉm cười Định nói gì đó thì đúng lúc thang máy tới nơi Ba người theo dòng người Bùa ra khỏi thang máy minh và hồng anh nhanh chóng tách khỏi thành rời đi ngay khi lên xe minh đã nhíu mày nói em không nghĩ là anh ta mặc dày và trơ trẽn đến mức như vậy chị nên tránh xa anh ta ra hồng anh cười đáp anh ta có vẻ hơi vội vàng nhưng mà em yên tâm đi chị sẽ không bị anh ta lừa đâu hồng anh đã gặp không ít người giống với thành cô cũng đã biết âm mưu của thành nên sẽ càng cẩn thận hơn chị đừng có ra ngoài một mình Em chỉ sợ bọn họ dở trò tiểu nhân thôi Minh dặn dò thêm Được rồi Em đừng có câu mày nữa Chị sẽ không đi đâu một mình cả Hồng Anh cười nhắc nhở Xem ra thời gian tới Đi đâu cô cũng sẽ mang vệ sĩ theo Vậy nên những ngày sau đó Hồng Anh ra khỏi nhà đều có một vệ sĩ nữ đi chung Vẻ bề ngoài của vệ sĩ hết sức bình thường Trông giống với một người trợ lý của Hồng Anh Nên cũng chẳng có ai nghi ngờ cả Và sau hôm ấy Hồng Anh cũng nhờ người thám tử lần trước điều tra về mối quan hệ giữa Thành và cô ta. Người thám tử làm việc cũng rất nhanh nhẹn. Vài hôm sau, Hồng Anh đã cầm kết quả trên tay. Bọn họ giấu rất là kỹ, bên ngoài Thành là em họ của cô ta, nhưng thực chất quan hệ của họ rất xa nhau. Theo tôi điều tra được quan hệ này cũng phải cách hơn 10 đời. Nói chung là hai người không có quan hệ huyết thống. Tuy nhiên là mối quan hệ lại khá thương thiết. Bọn họ cũng đã phát sinh quan hệ với nhau Người thám tự nói khá vắng tắt Là sau khi chồng tôi cặp kè với cô ta hay là trước? Hồng Anh hỏi Là sau đó? Thám tự trả lời Thành là một tay lõi đời Trước đó anh ta không làm gì cả Tôi này luôn muốn một bước lên mây Muốn lấy vợ giàu có Và muốn lợi dụng cô ta để đạt được mục đích Nếu không có chồng cô thì mối quan hệ của hai người đó Sẽ không tiến triển nhanh như vậy đâu Hồng Anh cười đóng tài liệu lại rồi hỏi Chồng tôi có nghi ngờ gì không? Không, chồng chị hoàn toàn tin tưởng mối quan hệ họ hàng giữa hai người họ Thậm chí anh ta còn đầu tư vài món theo lời Thành đó Anh ta cũng giới thiệu vài mối cho Thành Ồ, nghe thật là thú vị Hồng Anh cảm thán. Một lát nữa tôi sẽ chuyển khoản thanh toán cho anh Anh cứ tiếp tục theo dõi bọn họ cho tôi đi Vì bọn họ nảy sinh ý đồ xấu với Hồng Anh nên cô không muốn bản thân bị động cô lại càng không muốn mục đích của bọn họ thành công muốn chơi cô ư cô ta nghĩ đã quá đơn giản Rồi khỏi quán cà phê hồng anh cùng với vệ sĩ vào trung tâm thương mại để mua sắm không biết là vô tình hay cố ý hồng anh lại gặp thành hai người va phải nhau trong lúc xem đồ xin lỗi anh hồng anh lùi lại nói thành cười đáp không có gì đâu em có sao không xem ra là chúng ta có duyên thật đó hồng anh lắc đầu tôi không sao cảm ơn anh em không sao là tốt rồi thành bảo vậy anh mời em cốc cà phê nha ờ à, không cần cảm ơn anh tôi có việc phải đi trước hồng anh từ chối cô không muốn tạo bất kỳ cơ hội nào cho người này thực hiện mục đích em khách sáo quá cứ để anh mời em đi thành vừa nói vừa tính kéo tay hồng anh nhưng bị vệ sĩ bên cạnh ngăn lại. Chúng ta không thân quen tới mức đó. Hồng Anh lạnh nhạt, rồi bỏ đi dưới sự trợ giúp của vệ sĩ. Hai người đi được một quảng, vệ sĩ mới nói. Anh ta cố tình va vào chị sao? Anh ta cũng chỉ có trò mèo như vậy thôi. Hồng Anh cảm thán Cô định nói thêm gì đó thì Tùng mở đầu xong ra, chặn đường. Hồng Anh nhíu mày. Tùng tức tối, Ban ngày ban mặt lôi lôi kéo kéo Em đừng quên mình là người đã có gia đình đấy Chuyện của tôi không liên quan tới anh Hồng Anh nhắc Hơn nữa muốn nói người khác Anh nên xem lại chính bản thân anh đi Khi đã làm những chuyện đó Anh có nghĩ tới mình đã từng có gia đình không Hồng Anh thấy có lẽ hôm nay Là ngày đen đuổi nhất của cô Chỉ đi vào trung tâm thương mại tôi Cô có thể gặp được hai con người đáng ghét nếu biết trước thì ông anh chắc chắn sẽ lựa chọn ngày khác rồi mới đi mua sắm. Gặp hai người này, cô cũng đã hết hứng mua. Em... Tùng nghiến rằng. Anh nên biết vị trí của mình đi. Đừng có quản chuyện của tôi. Chỉ cần mọi thứ về lại chỗ cũ thì chúng ta sẽ lập tức ly hôn. Hồng Anh nhắc nhở rồi kéo vệ sĩ đi. Sau khi rời khỏi, Hồng Anh bực mình cảm thán vài câu. Rồi cùng vệ sĩ vào nhà vệ sinh. Cô muốn sửa tay. Vừa nãy cả Thành và Tùng đều đã chạm vào người cô Điều này khiến cho Hồng Anh cảm thấy không thoải mái Không biết hôm nay gặp phải cái gì Bên ngoài đụng mặt hai người đàn ông kia Khi đến nhà vệ sinh Hồng Anh lại bắt gặp cô ta Tuy nhiên cô không đụng mặt trực tiếp Khi đang ở trong buồng vệ sinh Hồng Anh nghe thấy tiếng cô ta nói chuyện điện thoại Những người này thích nói chuyện điện thoại Ở nhà vệ sinh thật đấy Qua giọng điệu Hồng Anh đoán người ở đầu dây bên kia Chắc chắn là Thành Cô ta lạnh lùng Chẳng phải càng khiến cho anh muốn chinh phục sao Cô ta tránh anh thì anh không biết tạo cơ hội à Cô ta chỉ rõ vẻ thôi Anh cứ tiếp cận Kiểu gì cô ta chẳng siêu lòng chứ Bám được vào cô ta Anh còn lo gì nữa Em cứ yên tâm đi Em nắm chắc anh ta rồi chứ Không có chuyện gì đâu Chỉ đợi đứa bé sinh ra Sau đó tiếng nói chuyện dần xa Hồng Anh bây giờ mới từ buồn vệ sinh đi ra người phụ nữ này cũng rất lắm mưu mẹo cơ mà cô ta thông minh không có nghĩa người khác ngu ngốc cô ta muốn qua mặt bố mẹ chồng cô không dễ dàng như thế đâu hồng anh vừa nghĩ vừa vui vẻ rời khỏi nhà vệ sinh cô sẽ chóng mắt lên coi bọn họ cắn nhau như thế nào ồ xe máy đấy trái đất đúng là rất tròn đấy hồng anh và nữ vệ sĩ vừa ra khỏi nhà vệ sinh không bao xa liền gặp ba người kia vừa nhìn thấy cô, người phụ nữ kia liền lên tiếng chăm dọc. Hồng Anh đưa mắt nhìn cô ta khoát tay chồng mình. Ngay bên cạnh là người anh họ, cảm thấy đúng là một tổ hợp rất thú vị. Thảo nào hôm nay cô lại lần lượt gặp được ba người họ ở đây. Ừ, uh -huh. cô không được học địa lý à? Chúng ta ở cùng thành phố, xác suất gặp nhau vốn là không nhỏ rồi. Hồng Anh bình tĩnh đáp. Bây giờ cô còn chưa có thân phận gì cả cứ tay trong tay với người đàn ông đã có vợ như vậy, cô không biết nhục nhã hay sao? <laughs> đằng nào thì hai người cùng đã sắp ly hôn, chị còn ở đây nói mát được gì? cô ta khinh thường đáp. đang ở bên ngoài em đừng có làm lớn chuyện. anh cũng quen biết hồng anh, cô ấy không phải người như vậy đâu. thành khuyên vũ rồi đưa mắt nhìn hồng anh trấn an. hồng anh cười, anh ta nghĩ chỉ cần mình diễn kịch như vậy thì sẽ khiến cho cô cảm thấy may mắn hay là biết ơn sao? cô chưa bao giờ thích người ngoài xen vào chuyện của mình cả cô cũng chẳng cần một người như anh ta bên vực mình lời nói và thái độ của thành khiến cho tùng chú ý tùng đưa mắt nhìn thành rồi lại nhìn sang phía hồng anh anh ta chăm chọc <laughs> chúng ta còn chưa ly hôn em đã chân trong chân ngoài rồi sao đối với em chỉ cần là đàn ông là được đúng chứ anh đánh giá anh ta quá cao rồi đấy hồng anh phản bác bây giờ tôi mới biết không chỉ có trí tưởng tượng phong phú Mà kiến thức cũng rất hàng hẹp đấy Chân trong chân ngoài Càng ngày chồng cô càng lú lẫn thì phải Người chân trong chân ngoài chính là anh ta Còn cô và tên kia Lại chẳng có nói gì cả Tên kia chỉ nói một câu không nóng không lạnh Lại thêm thái độ diễn trò Anh ta lại tưởng thật Không biết có phải sau khi quen cô ta Trí thông minh của anh ta bị giảm sút hay không Thành thấy vậy liền lên tiếng chạy vây anh đừng có hiểu lầm Tôi và Hồng Anh không có quan hệ gì cả Tôi là đồng nghiệp với em trai của Hồng Anh Nên muốn giúp đỡ cô ấy thôi Em trai Hồng Anh hỗ trợ tôi rất nhiều Hồng Anh cười nhạt Anh ta nói một câu em trai cô Một câu gọi tên cô Nếu người khác không biết Thì chắc chắn sẽ nghĩ Mối quan hệ của họ rất thân thiết Anh ta diễn trò cũng có chút kỹ thuật đấy chứ Mọi chuyện không phải nhìn nghĩ đâu Ta nói thêm một câu Tùng không nói gì, vẫn nhìn chầm chầm vào Hồng Anh. Người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta, bây giờ lát nhẹ tay anh ta nói. Anh ạ, à, con của chúng ta đói rồi, chúng ta đừng có đứng dây dừa với chị ta nữa chứ. Rốt cuộc là ai dây dưa với ai đây? Cô ta nói mà không biết nhục nhã, trong khi chính bọn họ mới là người trắng đường gây chuyện với cô. Bây giờ lại thành cô là người gây sự sao? Là tôi chủ động dây dưa với mấy người chắc. Hồng Anh nhắc nhở, cô cũng là mẹ rồi nên học cách nói thật đi miệng chỉ biết nói dối cẩn thận sau này con cũng không khác gì mẹ đâu sao chị có thể nói như vậy chứ đứa trẻ có tội tình gì cô ta nhìn hồng anh đầy oan ức loại phụ nữ như này có tranh cãi cũng không giải quyết được gì cả chúng ta đi tùng bực mình rồi nắm tay cô ta rời đi hồng anh không hiểu anh ta bực mình cái chuyện gì cô còn chưa tức giận mà anh ta đã tỏ vẻ ư đúng là càng ngày con người lại càng khó hiểu em đừng có trách con bé con bé nó chưa trải đời nhiều nên ăn nói không để ý thành không đi cùng với hai người kia đứng lại giải thích với hồng anh hồng anh nhìn người đàn ông trước mặt anh ta muốn diễn trò nhưng rất tiếc cô lại không có sức lực để diễn chung anh không cần giải thích với tôi hồng anh lạnh nhạt đáp anh cũng không cần xuất hiện trước mặt tôi tôi sẽ không để anh và cô ta đạt được mục đích. Nếu không muốn mối quan hệ giữa hai người bị bại lộ, thì tránh xa tôi ra đi. Thanh tái mặt, vội vàng nói. Em có hiểu nhầm gì không thế? Anh và cô ấy là anh em họ. Anh em họ? <laughs> Hồng Anh nở một nụ cười đầy ẩn ý. Nụ cười ấy khiến Thanh giật mình. Hồng Anh cảm thấy sự sợ hãi trong mắt của anh ta một người nhát gan như anh ta mà muốn cài bẫy cô sao đúng là trò cười anh muốn tôi coi như vậy thì tránh xa tôi ra đi Hồng anh nhắc lại một lần nữa rồi cùng với vệ sĩ rời đi lần này thành hoàn toàn không kéo cô lại hay đuổi theo anh ta chắc chắn sợ rồi như vậy càng tốt cô sẽ không bị làm phiền còn cái cặp đôi mèo mã gà đồng kia cô chóng mắt lên xem như thế nào không biết lời cảnh cáo có tác dụng hay không mà những ngày sau đó hồng anh không gặp thành ngay cả khi đến công ty của em trai cô cũng không đụng mặt anh ta hơn nữa hồng anh cũng không đụng mặt người nhà chồng chồng cô hay cô ta nếu không phải luật sư cập nhật liên tục tình hình về tài sản chung của hai người thì hồng anh còn tưởng bọn họ đã biến mất khỏi thành phố một tháng đã trôi qua hôm nay hồng anh vào viện để tháo bột người đi cùng cô lần này có vệ sĩ bố mẹ cô vốn muốn đi chung nhưng hôm nay công ty lại có việc nên hai người đều bận em trai cũng như thế hồng anh không muốn làm trễ nải công việc của người nhà nên một mình rời đi không cho ai xin nghỉ đi cùng với mình cả bác sĩ nói chị vẫn nên cẩn thận mặc dù đã táo bột xương cũng đã lành nhưng mà muốn như lúc trước thì cần phải từ từ rời khỏi phòng khám nữ vệ sĩ nhắc nhở lại lời dặn của bác sĩ hồng anh gật đầu đáp em cứ yên tâm đi chị sẽ cẩn thận cô vừa nói vừa cùng vệ sĩ đi xuống sẵn bệnh viện đúng lúc đi xuống hai người liền nghe được tiếng cãi vã cách đó không xa hồng anh đưa mắt nhìn một tháng không có sự xuất hiện của bọn họ khiến cô cực kỳ thoải mái cơ mà lúc này sự thoải mái ấy đã không còn nữa hai người đang đứng cãi nhau ở phía trước là chồng cô và người phụ nữ kia em không xét nghiệm đâu sao bố có thể bắt em làm xét nghiệm được chứ chỉ còn vài tháng nữa thôi em đã sinh rồi tại sao phải bắt đứa trẻ chịu khổ như vậy cô ta vừa hét lên vừa gạt tay chồng hồng anh ra chẳng lẽ bố không tin tưởng đây là con của anh sao ngoại trừ anh em còn ai anh nói xem em bình tĩnh đi đây là bệnh viện đấy tùng nhắc nhở với nét mặt khó chịu bố cũng chỉ là muốn chắc chắn thôi chắc chắn vậy sao lúc lên giường với em anh không bảo bố đến nhìn đi như vậy chẳng phải chắc chắn nhất sao cô ta tức giận đây là con của chúng ta anh muốn vì bố mà không quan tâm tới em đến con sao hay là anh vẫn lưu luyến người vợ tài giỏi của anh anh muốn làm khó em để tiếp tục hôn nhân với cô ta hồng anh không ngờ mình bị lôi vào chuyện này cô ta chẳng lẽ không biết giữa cô và chồng không có khả năng quay lại sao không hồng anh nghĩ cô ta nói như vậy vì muốn chồng cô xoa dịu cô ta ông anh cũng khá bất ngờ khi bố chồng bắt cô ta phải xét nghiệm adn lúc này không biết ông ấy nghe được điều gì mà nghi ngờ rồi ra tay luôn điều này thật là thú vị cô đoán bản thân cô ta không chắc đứa trẻ là con của ai nếu mới nổi đoá lên như thế với tính cách của cô ta nếu đứa trẻ là con của chồng cô thì cô ta sẽ tỏ thái độ khác hơn hết cô ta cũng sẽ hợp tác làm xét nghiệm còn với tình hình bây giờ cô ta cương quyết không chịu Chúng ta có nên rời đi luôn không? Nữ vệ sĩ đứng bên cạnh hỏi Hồng Anh lắc đầu đáp Không đâu, chúng ta cứ đứng xem một lát Cực hay đang diễn ra mà Ở bên kia Tùng và cô ta vẫn tiếp tục cãi vạ Sau câu nói nhắc nhở về Hồng Anh Tùng lại càng gắt gỏng Cô lôi quấy vào làm gì? Sao? Anh đang thấy nhột hay là đang thấy đau lòng đây? Cô ta hỏi ngược lại Tùng đánh mặt anh ta quyết định không muốn cãi nhau với cô ta thêm nữa. Anh chỉ nói một lần cuối, "Em phải làm xét nghiệm, nếu không, em đừng hòng bước chân vào nhà anh." Thái độ quyết liệt của Tùng khiến cô ta tái mặt. Bất chợt cô ta nhìn thấy Hồng Anh. Hồng Anh cũng đứng, nhận ra cô ta đang nhìn về phía mình. Nữ vệ sĩ thấy tình hình không ổn, vội vàng đẩy Hồng Anh về phía sau. Bên kia, cô ta lao đến chỗ Hồng Anh đầy tức giận. "Là chị?" có phải chỉ nói gì với bố tôi không?" Cô ta gào lên. "Tất cả là tại chị, chị ghen ghét, đố kỵ với hạnh phúc của tôi nên cố tình đơm đặt. Chị có còn là con người nữa không? Vì sự ích kỷ của mình mà làm hại cả đứa nhỏ chưa sinh." Cô ta vừa nói vừa muốn đánh Hồng Anh. Nhưng mọi hành động của cô ta đều bị vệ sĩ trước mặt Hồng Anh ngăn cản. Nếu không phải cô ta đang mang thai, thì vệ sĩ chắc chắn đã đẩy người ra. Cô bớt ngậm máu phun người đi Tôi nói gì với bố Tôi chẳng nói gì với ông ấy cả Chuyện ông ấy bắt cô đi xét nghiệm là chuyện của gia đình mấy người Hồng Anh nhấn mạnh đáp Đừng có đổ lỗi qua cho tôi Nếu không phải cô bị đặt lung tung Thì tại sao bố lại bắt tôi đi xét nghiệm chứ Cô ta nhắc lại Chỉ có chị mới làm điều đó thôi Muốn hỏi lý do tại sao thì Tại sao cô không đi hỏi chồng tôi Và bố chồng tôi đi Hồng Anh hỏi ngược lại Cô hỏi tôi có ích gì Hơn nữa bây giờ có phương pháp xét nghiệm không xâm lớn Vì cô từ chối quyết liệt như vậy Khiến tôi nghi ngờ đấy Cô ta muốn hát nước bẩn lên người cô Thì phải sẵn sàng chịu hậu quả Muốn lôi cô vào làm bia đỡ đàn ư Đừng có Hồng Ăn trộm gà không được Lại mất nắm gạo Hồng Anh sẽ cho cô ta biết Hai từ hối hận viết như thế nào Nhắc đến chuyện này cô ta lại càng phản ứng kịch liệt hơn Hồng Anh có cảm giác cô ta đang dùng hết sức muốn nhào tới đánh mình. Tùng ở phía bên kia nhanh chóng tới chỗ hai người, anh ta dựa lấy cô ta quát. Em đừng có làm ở Mỹ lên như thế, bố cũng không bắt em phải chọc nước cối để xét nghiệm, chỉ là lấy máu thôi. Anh buông em ra. Cô ta phản kháng. Có phải anh đang bảo vệ chị ta đúng chứ? Anh vì chị ta mà bắt em xét nghiệm ADN của đứa bé, sao anh có thể nghi ngờ em chứ? Vì anh, em đã hy sinh mọi thứ vì anh, em chấp nhận sinh con khi vừa mới ra trường. Anh nhìn lại xem, anh làm như thế có xứng với em hay không? Sau khi gào lên như một con điên, cô ta lại khóc lóc. Ý muốn dùng nước mắt đã đồng tùng. Xong cách này không có hiệu quả. Hồng Anh có thể nhìn thấy sự mất kiên nhẫn trong ánh mắt của chồng dành cho cô ta. Hồng Anh đoán nếu không phải đang ở bên ngoài thì anh ta đã lôi cô đi hoặc là bỏ mặt luôn rồi cũng nên. Em đừng có nói linh tinh. Đợi bác sĩ lấy máu xong, chúng ta sẽ về luôn. Tùng nghiến răng nói, cô ta tự chối. Không, hôm nay anh phải nói rõ cho em biết. Nếu không, em sẽ không đi đâu cả. Bây giờ em có thôi làm loạn lên hay không? Tùng trách cứ. Anh trách em sao? Chỉ vì chị ta, anh trách người phụ nữ đang mang con của anh sao? Cô ta chất vấn rồi quay sang hồng anh. Chị có biết hai chữ liêm sĩ viết như thế nào không hả? Có phải chị muốn con tôi không có bố, muốn chia cắt chúng tôi đúng chứ? Hồng Anh bật cười trước lời nói của cô ta. Cô cũng mặc kệ những người xung quanh đang trị trọ, nói thẳng. Còn nói những lời đó, có biết ngượng không hả? Tôi là vợ hợp pháp của anh ấy. Chúng tôi vẫn chưa ly hôn. Cô đang phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi. Bây giờ cô hỏi những câu vô nghĩa như vậy. Là tôi chia cắt hai người sao? Là tôi làm cho con cô không có bố sao Đứa trẻ vốn là con ngoài giá thú con cô Cô mới chính là kẻ thứ ba không biết liêm sĩ đấy Lời nói của Hồng Anh khiến cho mọi người xung quanh bàn tán nhiều hơn Sắc mặt của Tùng càng khó coi Anh ta nhìn Hồng Anh đầy trách cứ Đây là chuyện riêng Em đừng có ở đây vạch áo cho người xem lưng Có gì chúng ta tìm một chỗ riêng tư để nói chuyện Là người phụ nữ bên cạnh anh gây sự với tôi trước Hồng Anh nhắc nhở. Anh đừng có đổi trắng tay đen hay đảo lộn thứ tự trước sau. Không phải tôi muốn nói là cô ta nói nhăn nói cuội. Anh chị để ý đến bản thân mình, còn tôi thì sao? Danh dự và lòng tự trọng của tôi không có chắc. Nếu không phải cô ta gây sự thì tôi cũng sẽ không nhắc đến chuyện này ở đây đâu. Hồng Anh không phải là người làm tất cả để giữ thể diện của bản thân. Nhưng cô cũng sẽ không tự vạt áo cho người xem lưng ở nơi đông đúc nếu không phải vì những lời nói không biết liêm sĩ của cô ta cô cũng không cần phải nói ra mọi thứ anh ta không quản nổi người bên cạnh mà quay sang trách cô cô an uổng quá chị đừng có đánh trống lãng chính vì chị anh tùng mới không tin tôi cô ta nhắc lại một lần nữa hồng anh cười đáp muốn người khác không biết trừ khi mình đừng có làm nếu cô nghi ngờ tôi làm vậy thì cứ cho là như vậy đi chỉ mong đứa trẻ trong bụng cô Thực sự là con của anh ta Hồng Anh nói xong rồi rời đi Vệ sĩ thấy cô đi xa Mới buông tay cô ta ra chạy theo Hồng Anh không quan tâm chuyện giữa bọn họ Cô cũng không muốn đứng đó đùi co Cô ta chỉ muốn dùng cô làm bia đỡ đạn Để không phải đi xét nghiệm mà thôi Tất nhiên Hồng Anh sẽ không cho cô ta tòa nguyện Mà cô thấy cho dù cô ta hôm nay không chịu đi Thì có thể trốn tránh mãi sao Kể cả bây giờ cô ta trốn tránh được Đến lúc đứa bé sinh ra Cô ta còn cách nào khác Cô ta tính ngày đêm không ngủ Ôm khư khư đứa bé hay sao Đừng có hồng Chuyện xét nghiệm này bắt buộc phải làm Thời gian chỉ là chuyện sớm muộn mà tôi Rời khỏi bệnh viện Hồng Anh thấy tò mò Về lý do tại sao Bố chồng mình lại đột nhiên bắt cô ta đi xét nghiệm như thế Vì thế Hồng Anh liền liên hệ với tám tử Do lúc này chưa đến thời gian hẹn gặp hai người Nên thám tử không gửi thông tin cho cô Sau khi gọi điện hẹn gặp Hồng Anh nhanh chóng đến quán cà phê gần đó Cô ngồi chưa được bao lâu Thì thám tử đến Anh ta đưa cho cô một tệp hồ sơ mỏng và nói Vì ngày mai gặp mặt Lại thêm mai mới có kết quả xét nghiệm Nên tôi không liên hệ với chị gái Tôi muốn đợi kết quả xét nghiệm xem như thế nào Hồng Anh gợt đầu Anh yên tâm tôi sẽ không trách anh số tiền thanh toán cho anh cũng không thiếu một xu chẳng qua là tôi tò mò tại sao bố chồng tôi lại bắt cô ta đi xét nghiệm nên mới liên hệ với anh nếu hôm nay không phải gặp bọn họ hồng anh cũng sẽ không biết chuyện này tất nhiên cô cũng biết rằng không sớm thì muộn mình cũng sẽ biết tôi muộn nhất ngày mai cô sẽ hay tin cơ mà được chứng kiến tận mắt thì lại là chuyện khác ông ấy bắt gặp hai người kia đi cùng với nhau hơn nữa hành động của họ cũng rất tình tứ Người tám tự giải thích Đồng nghiệp biết tôi làm cho chị Nên đã loan tin Ông ấy thuê người điều tra Và đã phát hiện ra mối quan hệ của họ Tôi có cung cấp tin tức cho anh ta Được một khoản nhỏ Tôi báo cho chị chuyện này Nếu chị muốn thì khoản này sẽ trừ vào phía thanh toán Không cần đâu Tôi không thiếu vài đồng ấy Hồng Anh từ chối Nhưng mà anh ta tin anh sao? Quan hệ giữa chúng tôi không tệ Hơn nữa chúng tôi có vài nguyên tắc chung trong nghề Thám tự giải thích Hồng Anh nói tiếp Thái độ của bố chồng tôi thế nào? Hiện giờ thì ngoại trừ chồng chị Thì bố mẹ chồng chị Đều đã biết chuyện này Bọn họ gây sức ép bắt cô ta đi xét nghiệm Theo thông tin mới nhất mà tôi điều tra được Thì cô ta đã làm xét nghiệm rồi Ngày mai sẽ có kết quả Ngày mai bao giờ có kết quả Anh nhớ nhắn với tôi trò vui như vậy sao tôi có thể bỏ qua chứ hồng anh dặn dò dù kết quả có thế nào hồng anh thấy cũng sẽ có trò hay để xem là đứa con của chồng cô người phụ nữ kia chắc chắn sẽ lên mặt bố mẹ chồng cô cũng sẽ phải nhường một bước đến lúc ấy cô ta có làm trời làm đất bọn họ cũng sẽ phải nhẫn nhịn còn nếu không phải con của chồng cô mọi chuyện lại càng thú vị hơn ly hôn vợ để lấy một người phụ nữ không mang tay con mình cả nhà chồng cô sẽ bị người xung quanh cười nhạo. Một người trọng thể diện như bố mẹ chồng cô, không biết đến lúc ấy sẽ cảm thấy như thế nào. Khi ấy chưa tính đến chuyện địa vị hay con đường thăng quan tiến chức của chồng cô có bị ảnh hưởng hay không, thì kiểu gì anh ta cũng sẽ không biết giấu mặt đi đâu. Những lời cười nhạo bàn tán xung quanh đâu có dễ gì cơ chứ. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, Hồng Anh cảm thấy có thể vui vẻ suốt mấy tháng. Chị cứ yên tâm, nếu có tin tức tôi sẽ báo cho chị ngay. Người thám tử đảm bảo. Hồng Anh gật đầu, không có chuyện gì nữa, cô cùng với vệ sĩ rời đi. Hồng Anh rất mong chờ đến ngày mai, nếu được, Hồng Anh còn muốn chứng kiến tận mắt ấy chứ. Đáng tiếc, cô nghĩ mình sẽ không có cơ hội ấy. Tuy nhiên, Hồng Anh cũng không đuối tiếc, xem được thì tốt mà không xem được cũng chẳng sao. Dù có thế nào Hồng Anh cũng chẳng muốn dây dưa. Tuy nhiên, cô không muốn mình dây dưa không có nghĩa là người khác cũng như vậy. Ngày hôm sau, Hồng Anh nhận được cuộc gọi của chị Mai kêu cô qua nhà bố mẹ chồng. Bọn họ gọi con qua bên kia làm gì thế? Mẹ cô nghe thấy liền hỏi. Hồng Anh cầm điện thoại, hoàng màng lát đổ. Cô cũng không biết chuyện gì. Khéo kia là chuyện đứa nhỏ trong bụng cô ta. Mà chuyện này liên quan gì đến con? Mẹ Hồng Anh nghe xong thì nghiêm mặt hỏi, nhiều khả năng đứa nhỏ không phải con của chồng con rồi đấy cho dù bọn họ có nói gì con cũng không được mũi lòng đâu hồng anh nghe mẹ nói đột nhiên hiểu ra đứa nhỏ không phải con của chồng cô người nhà chồng gọi cô đến chẳng lẽ muốn nối lại tình xưa chồng cô không muốn ly hôn nữa sao con biết rồi mẹ con đã quyết định ly hôn con sẽ không thay đổi đâu hồng anh khẳng định bất kể chuyện gì cô cũng sẽ không dao động với cuộc hôn nhân này cô đã hết hy vọng từ rất lâu Tình yêu có còn cũng đã bị những tổn thương Làm cho lu mờ đi mất Mẹ không hy vọng Con sẽ tiếp tục cuộc hôn nhân này Mẹ cô nhấn mạnh Được rồi Bây giờ con qua đó đi Con nhớ là phải cẩn thận đó Hồng Anh vân dạ thay đồ Rồi đến nhà bố mẹ chồng Cô đi một mình không mang theo vệ sĩ Kỳ thật mẹ có khuyên cô mang theo vệ sĩ Nhưng Hồng Anh từ chối Nếu ở bên ngoài thì cô còn mang người theo còn ở đây trong nhà bố mẹ chồng Có thêm người khác không tiện Và cũng rất khó để giải thích Không lâu sau Hồng Anh đến nhà bố mẹ chồng Khi cô đến nơi Người nhà chồng đã chờ sẵn Người phụ nữ kia cũng có mặt ở đây Ngay khi bước vào phòng khách Hồng Anh nhận được cuộc gọi của thám tử Xem ra kết quả xét nghiệm đã có Hồng Anh không tiện nghe máy nên đã tắt Mẹ gọi con qua có chuyện gì thế? Hồng Anh vừa bước vào liền hỏi Cô và người chồng vẫn chưa ly hôn Nên xưng hô với bố mẹ chồng chưa đuổi Tính ra Cô gọi hộ là bố mẹ cũng đã mấy năm Bây giờ đột nhiên đổi cách xưng hô Cô cũng không biết bản thân mình Có quen hay không Con ngồi xuống trước đi Mẹ chồng cô gật đầu Thái độ lúc này của bà ấy hoàn toàn khác trước đây Dường như đã trở lại Giống như những ngày Quan hệ vợ chồng cô vẫn còn tốt đẹp Điều này khiến cho người phụ nữ kia không mấy vui Cô ta ấm ức nói Việc nhà chúng ta liên quan gì tới chị ấy Mẹ gọi chị ấy đến đây làm gì Có liên quan hay không Không đến lượt cô sen vào Mẹ chồng nghiêm khắc nói Người phụ nữ kia tất nhiên không vui Cô ta phản bác Sao mẹ có thể nói như vậy chứ Còn đàn bàn thai cháu của mẹ đấy Cháu tôi Cô nói chuyện đùa gì thế Cô tự nhìn đi Mẹ chồng dứt lời liền ném tờ giấy xét nghiệm lên bạn cô ta vội vàng chộp lấy mở ra xem. Hồng Anh ngồi phía đối diện bình tĩnh quan sát, thái độ này của mẹ chồng, cô đoán bà ấy đã sớm xem kết quả. Nếu không, bà ấy cũng chẳng gọi cô đến đây làm gì. Bố chồng chắc cũng thấy, người duy nhất trong nhà không biết, khéo chỉ khi có chồng cô thôi. Không thể như vậy, báo cáo này chắc chắn bị nhầm lớn. Cô ta kiên quyết phủ nhận. Chồng cô ngồi bên cạnh cô ta, vội vàng giật lấy báo cáo để xem. Sau khi xem xong, sắc mặt của Tùng lạnh xuống. Đây là thế nào? Anh à, anh phải tin em. Em không làm chuyện phản bội anh. Đứa bé này chắc chắn là con của anh. Cô ta liên tục khẳng định. Bác sĩ chuyên môn tốt, bệnh viện lớn. Báo cáo có thể bị nhầm lẫn sao? Mẹ chồng cất tiếng trầm chọc. Cô không phản bội con trai tôi. Thì sao có đứa bé này đây? Cô có cần tôi nhắc nhở Bố đứa bé là ai hay không Mẹ chồng dứt lời Liền ném Sắp ảnh lên bàn Hồng Anh đưa mắt nhìn Những bức ảnh Chụp cô ta và Thành thân mật với nhau Người phụ nữ tái mặt Gương mặt Tùng càng lúc càng tức tối Hồng Anh có thể điều tra ra được Chuyện này thì bố mẹ chồng cô Lại càng dễ dàng Không đâu Đây không phải là sự thật Cô ta gào lên Là chị Chị ta hãm hại con những điều này không phải sự thật Anh Tùng mà anh hãy tin em đi Cô ta luống cuốn giải thích Đáp lại đó là sự im lặng của Tùng Anh ta đặt báo cáo xuống vươn tay xem tấm ảnh Lúc này cô ta lại càng luống cuốn Cô ta vội vàng gom những bức ảnh giấu đi Không ai ngăn cản Bố mẹ chồng Hồng Anh Nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường chán ghét Bạn thân chồng cô lạnh lùng Nhìn hành động của cô ta Tôi không muốn nói nhiều cô từ đâu thì đi về đó đi chúng tôi cũng sẽ không làm lớn chuyện này còn cô tốt nhất nên ngầm miệng lại mẹ chồng hồng anh tuyên bố hồng anh tin rằng lời tuyên bố ấy chẳng khác nào tuyên án tử cho cô ta cô ta cố gắng trèo lên giường của chồng mà đến cuối cùng lại lật xe mất hồng anh đoán cô ta chắc chắn đang rất hối hận chỉ cần đứa trẻ này là con của chồng cô thì cô ta có thể dễ dàng bước chân vào gia đình quyền chức đáng tiếc anh không động tay với phụ nữ Em xem mà làm đi Tùng lành luôn bảo Chúng ta kết thúc ở đây Những gì anh đã cho em Anh sẽ không bắt em trả lại Còn những thứ khác thì em mau ký hồ sơ giấy tờ đi Không, không được Cô ta quỳ xuống Nếu lấy tay chồng cô để van xin Anh tin em đi Đây là con của anh Chúng ta sắp là một gia đình hạnh phúc anh à Đừng có để anh nhắc lại Tùng tuyệt tình đáp Em chỉ có một cơ hội này thôi. Hồng Anh ngồi đối diện giống như một người xem kịch. Cô đã nhìn thấu sự tuyệt tình và tài nhẫn của người đàn ông này. Thứ anh ta quan tâm, bao giờ là tình yêu hay phụ nữ từng hy sinh mình. Có lẽ từ đầu đến cuối, người anh ta quan tâm chỉ có chính bản thân mình và người nhà mà thôi. Còn vợ hay nhân tình với anh ta vẫn mãi mãi chỉ là người xa lạ. Anh tin em đi mà, cô ta khóc nước nở. Em và anh Thành không có quan hệ gì cả. Tất cả là bịa đặt. Người bịa đặt là chị ta. Chị ta không muốn ly hôn nên cố tình làm như vậy. Anh phải tin em. Cô ta liên tục cầu xin. Nhưng thái độ của Tùng vẫn lạnh lùng. Thay vì tin tưởng một người phụ nữ xa lạ. Anh ta tin tưởng bố mẹ mình hơn. Mặc dù người phụ nữ ấy đã từng lên giường với anh ta. Cô bớt diễn kịch đi. Mẹ chồng Hồng Anh nhắc nhở. Những gì nên nói chúng tôi cũng đã nói Bây giờ cô đừng có làm loạn nữa Chúng tôi làm như vậy đã là quá nhân từ với cô Không, không, con sẽ không đi đâu cả Cô còn đang chờ sinh để kết hôn cùng với anh Tùng kia mà Cô ta lắc đầu chống cự Mẹ chồng nói tiếp Chúng tôi không phải đang thương lượng với cô Nếu biết điều thì cô hãy làm theo những gì tôi nói Còn không thì đừng có trách tôi lời đe dọa từ bà ấy khiến cô ta sợ hãi nắm chặt lấy tay tùng đúng lúc này anh ta gỡ tay cô ta ra tùng nhắc nhở em nên làm theo những gì mẹ anh nói anh không phải là người có kiên nhẫn đâu giọng nói của tùng khiến người ta nổi cả da gà hồng anh thấy ít nhất bây giờ anh ta còn bình tĩnh đấy chứ cô ta cắm cho anh ta một cặp sừng dai như vậy mà anh ta vẫn có thể bình tĩnh tố chất quả là không tội Người tình nhân kia còn là người được cô ta giới thiệu cho anh ta để làm ăn. Tùng đầu tư cũng không ít. Ôi trời đất ơi, nghĩ mà thấy đau lòng ghê cơ. Hồng Anh cười thầm. Cô gái kia tất nhiên không chịu, nhưng cô ta chẳng làm được gì cả. Mà cô ta gào khóc, níu kéo hay chạy thích thì đều không có ai đứng ra bên vực cho cô ta. Cô ta bị dì Mai và người giúp việc lùi đi một cách không thương tiếc cô ta vùng vẫy nhưng không thể toát ra hồng anh đưa mắt nhìn cô ta cô nghĩ người phụ nữ này sẽ không dễ dàng từ bỏ mọi thứ bố mẹ chồng cô và chồng cô cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho cô ta xin lỗi con vì cô ta mà mẹ đã trách nhầm con cô ta rời đi mẹ chồng liền quay sang nói với hồng anh trách nhầm Nghe sao cũng thấy kỳ Mẹ chồng bây giờ lại nói những lời xin lỗi Để đánh bại tình cảm với cô sao Mặt mũi bà ấy cũng dày quá gì Đội trắng tay đen Không chớp mắt như thế Là bố mẹ mắt mù Bị cô ta lừa dối mà không biết Mẹ chồng cô thở dài bảo Chuyện ly hôn của hai đứa Cũng là do mẹ thúc đẩy Vì đứa nhỏ chưa ra đời Nên Tùng mới nghe theo Thằng bé vẫn còn yêu con Hồng Anh im lặng Mẹ chồng không nói cô cũng biết ý bà, mấy bà muốn cô và chồng quay lại với nhau, đằng nào thủ tục ly hôn cũng chưa làm, đơn cũng đã chưa nộp, bọn họ có thể coi là không có chuyện gì xảy ra, quay về sống với nhau, nhưng thực sự bọn họ có thể coi là không có chuyện gì sao? quá khứ không thể thay đổi, những việc chồng cô làm đã không thể coi như chưa từng xảy ra, những vết thương, những tổn thương mà hồng anh đã chịu đựng trong thời gian qua cũng không phải nói không có là không có. Dù thế nào mọi chuyện cũng không thể xóa đi. Mẹ biết làm có cho con, nhưng như vậy cũng chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi. Bây giờ hai đứa ly hôn đều tội. Mẹ chồng cô nói tiếp, Hồng Anh không trả lời bà ấy, quay sang hỏi Tùng. Ý anh thế nào? Tùng cúi đầu không nhìn cô, bàn tay anh siết chặt. Hồng Anh không biết ý của anh ta. Giờ phút này cô chỉ cảm thấy người anh ta như căng cứng, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Có lẽ vì chuyện cô ta ngoại tình Anh ta là người thông minh Gia đình lại có điều kiện Anh ta chắc chưa bao giờ nghĩ đến việc Mình sẽ bị một cô gái lừa dối Xoay mộng mộng như một món đồ chơi như thế Ờ thằng Tùng nó cũng có ý muốn quay lại với con đó Mẹ chồng cô vội vàng lên tiếng Hồng Anh đưa mắt nhìn sang mẹ chồng Cô nói Con vẫn sẽ ly hôn Cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục được đâu Anh ấy đã ngoại tình con không thể mắt nhắm mắt mở mà coi như không có chuyện gì xảy ra. Bố mẹ biết tính con rồi đấy. Kể cả bây giờ con có bị mọi người thuyết phục, thì cuộc sống hôn nhân sau này của hai đứa chúng con cũng sẽ rất khó khăn. Chắc là bố mẹ cũng không muốn thấy cảnh con trai suốt ngày bị chỉ trích vì lỗi lầm trong quá khứ chứ. Hồng Anh sẽ không tha thứ cho lỗi lầm của chồng. Với cô, hôn nhân sẽ không có sự phản bội. Một khi người chồng phản bội thì anh ta sẽ làm như thế rất nhiều lần. Cô không đủ khoan dung để mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện ấy. Vì vậy thay vì làm khổ nhau, bọn họ ly hôn cho nhẹ lòng. Con nghĩ lại đi, mẹ biết tính con như thế nào mà. Mẹ chồng vẫn cứ tiếp tục khuyên nhủ. Bố chồng bây giờ mới lên tiếng. Con còn trẻ, cứ suy nghĩ kỹ mọi việc đi, đừng có quá sốc nổi. Hiện giờ con cùng với thằng Tùng tiếp tục sống với nhau là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Bản thân con cũng sẽ được lợi ích. Hồng Anh lắc đầu, cuộc kiên quyết với ý kiến của mình bố mẹ không cần phải khuyên con đâu chúng ta cứ làm như những gì đã quyết định bố mẹ chắc cũng chưa biết một thời gian nữa con sẽ ra nước ngoài làm việc vợ chồng con cũng đâu thể xa nhau như thế công việc của con con cũng không bỏ được đâu hồng anh lấy lá bài quyết định ra để bọn họ tuyệt vọng sau tất cả những gì họ đã làm với cô cô cảm thấy cuộc hôn nhân này tiếp tục cũng không nổi nữa chưa nói đến chồng chỉ nói đến bố mẹ chồng Cô đã không thể nào chịu nổi cái thái độ của bọn họ Nếu hai người quay lại Thời gian đầu sẽ bình yên Không có vấn đề gì cả Nhưng sau đó thì sao Mẹ chồng cô sẽ tiếp tục gây sức ép về chuyện con cái Chồng cô sẽ tiếp tục mặc kệ Như vậy khác gì ban đầu cơ chứ Hồng Anh sẽ không ngu ngốc Đẩy bản thân mình vào tình cảnh đó một lần nữa Cô ấy đã quyết Bố mẹ cũng đừng có khuyên Chúng con sẽ ly hôn Tùng lên tiếng mẹ chồng đỏ mặt quay sang trách cứ con nói cái gì thế sao con có thể nói như vậy được con mau quỳ xuống cầu xin hồng anh đi con mau quỳ xuống xin con bé đi con đã quyết rồi tùng ngẩng đầu lên để thông báo mẹ chồng mím môi định nói gì nhưng bị bố chồng ngăn cản ông ấy lắc đầu đầy mệt mỏi mẹ chồng vì thế mà im lặng bố chồng thở dài nói được rồi nếu như hai đứa đã quyết thì bố mẹ cũng sẽ không ngăn cản Bố mẹ vào trong để xử lý nốt mọi chuyện Hai đứa cứ ngồi nói chuyện với nhau đi Bố chồng cô nói xong thì đứng lên Ông ấy kéo theo mẹ chồng Dù bà ấy chẳng tình nguyện chút nào Trong chốc lát Căn các phòng khách chỉ còn lại hai người Em đã biết trước mọi chuyện sao Tùng đột nhiên hỏi Hồng Anh cười Nhìn thẳng vào mắt anh ta đáp Tôi biết hay không cũng đâu có gì quan trọng Hay là anh đang trách tôi Không báo cho anh biết anh tự hỏi lại bản thân anh xem. Nếu tôi là người thông báo cho anh, thì anh có tin không? Tùng thở dài lắc đầu. Hồng Anh cũng chẳng có gì bất ngờ. Bọn họ quen nhau cũng đã khá lâu. Cô không thể không hiểu gì về anh ta. Tùng sợ dĩ dễ dàng tin tưởng mọi chuyện, chẳng nghi ngờ gì. Là do bố mẹ anh ta là người nói ra sự thật. Nếu để cô nói thì anh ta chắc chắn sẽ không tin. Đến lúc ấy, chưa biết trường Hồng Anh còn trở thành cái tội đồ ấy chứ chính anh cũng tự biết đáp án rồi anh còn hỏi tôi hồng anh hỏi tiếp tôn nắm chặt tay hỏi em đã cảm thấy vui mừng lắm đúng không anh bị cô ta lừa dối chẳng khác nào một thằng nhóc cả giờ anh quan tâm đến cảm xúc suy nghĩ của tôi làm gì anh sợ mình mất mặt hay là muốn lấy lại tôn nghiêm lòng tự trọng ở chỗ tôi hồng anh hỏi anh không cảm thấy nực cười sao tôi nghĩ cảm thấy ra sao đều không liên quan đến anh Kể cả tôi có thấy hả hê Vui mừng vì chuyện này thì đó không phải là lẽ thường tình sao Em không tha thứ cho anh Tùng khẳng định Hồng Anh cười Đó chẳng phải là sự thật sao Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho lỗi lầm của người này Bất kể có chuyện gì xảy ra Chúng ta đều biết điều ấy Anh không cần phải nói ra Hồng Anh đáp lời Thời gian tôi ra nước ngoài cũng không còn lâu Chúng ta nên nhanh chóng giải quyết việc ly hôn đi đã kết thúc rồi Hồng Anh không muốn dây dưa thêm Cô muốn nhanh chóng cắt đứt với anh ta Rồi rời đi Em mong đợi chuyện ly hôn đến như vậy sao Tùng hỏi nhưng không đợi cô trả lời đã nói tiếp Cũng phải thôi Em không tha thứ cho anh Sao có thể quay đầu được chứ Em dù còn tình cảm với anh Nhưng cũng chẳng thể chấp nhận chuyện ấy Là anh đã hy vọng quá xa vời Hồng Anh không đáp lời những lời này thay vì nói với cô thì anh ta giống như đang nói với chính bản thân. Tùng lại tiếp tục nói. Ban đầu anh với cô ta chỉ là qua đường thôi. Anh vốn nghĩ sẽ chỉ cùng cô ta vui vẻ vài đêm rồi sẽ trở về với em. Anh vẫn là người chồng mà em luôn yêu thương. Nhưng không biết từ lúc nào. Có lẽ là do anh yếu lòng, cũng có lẽ là do cãi nhau với em. Anh không biết nữa. Tại sao anh lại rung động vì cô ta? Có lẽ bởi vì những lời ngon tiếng ngọt Cô ta cho anh cảm giác giống như lúc chúng ta mới yêu Và anh cứ thế xa vào Đến lúc cô ta có con Anh càng chẳng thoát xa nổi Nhưng đến cuối cùng Anh mới biết mọi thứ chỉ là giấc mơ Anh ta nói xong thì gục xuống Hồng Anh nhìn anh ta Không có chút thương xót Anh ta nói mọi thứ thật là nhẹ nhàng Anh ta không hề nghĩ đến cảm nhận của cô Trong suốt quá trình ấy Người đàn ông này chỉ biết Tìm mật ngọt ở bên ngoài lấn sâu vào đó để quên đi thực tại. Cứ làm như vậy cuộc hôn nhân của họ đổ vỡ cũng không phải không thể lý giải. Đứng trước khó khăn, anh ta không lựa chọn cùng cô đối mặt với sự lựa chọn chạy trốn, tìm thú vui bên ngoài. Còn như cuối cùng, tôi cũng đợi được một lời giải thích. Ông anh đứng dậy nói, nhưng mà đáng tiếc, lời giải thích này đến muộn rồi. Nói xong cô liền rời đi, không liếng lưu chút nào. Tùng cũng không níu kéo cô lại bằng bất cứ giá nào. Cô hiểu anh ta thì anh ta cũng hiểu cô. Tùng biết làm thế là vô ích. Hồng Anh nghĩ mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Nào ngờ hôm sau khi đến công ty, cô bị cô ta chặn đường. Giữa sảnh công ty cô ta quỳ xuống, nắm lấy tay Hồng Anh, khóc lóc cầu xin. Em biết chị ganh ghét em. Em biết chị không thích em. Nhưng dù vì lý do gì, chị cũng không thể nào khiến cho con em sinh ra đã không có bố. Có thù hận gì Chị cứ nhắm vào em Sao chị lại muốn hại con em chứ Những người xung quanh nhìn thấy như thế liền đứng lại xem Họ bắt đầu bàn tán trị trọ Hồng Anh nhìn người phụ nữ đang quỳ dưới chân Cô không thương xót Cũng chẳng đồng cảm Những gì cô ta phải chịu Là do cô ta tự mình chuốt lấy Chị rủ lòng thương em với Chị nói với anh Tùng rằng Tất cả đều do chị làm giả đi Chị muốn hại em và đứa nhỏ Cậu xin chị Chị cứu chúng em đi mà Cô ta vừa khóc vừa đạp đầu xuống đất May mắn cô ta không kéo tay Hay ôm lấy chân Hồng Anh Nên cô có thể tránh cái dập đầu đó Mọi chuyện thành ra cơ sự như thế này Là do cô tự làm tự chịu thôi Hồng Anh nhắc nhở Nếu biết có ngày hôm nay Thì trước kia cô đừng làm Hơn nữa cô nghĩ đến cầu xin tôi Tôi sẽ đồng ý sao Cô là tình nhân của chồng tôi Là người đã phá hoại hạnh phúc gia đình tôi Cô nghĩ tôi sẽ cầu xin chồng mình vì cô sao hồng anh dứt lời những người xung quanh bàn tán càng nhiều hơn hồng anh thấy cô ta tái mặt cô cười người phụ nữ này đúng thật là rất ngu ngốc cô ta tìm đến cô để cầu xin để cô đi giải thích với chồng mình cô ta nghĩ có khả năng này hay sao hay là cô ta muốn tự dùng dư luận để ép buộc cô cô ta có khả năng sao chỉ cần thân phận của cô ta bị tiết lộ dư luận chắc chắn sẽ nghiêng về phía cô thật là vô sĩ Sao chị có thể độc ác như vậy chứ Cô ta thấy không yên ổn Không quỳ nữa Đứng dậy chị trách hồng anh Chị làm như thế có còn có lương tâm không Một đứa bé chưa kịp ra đời Đã bị chị cướp lấy hạnh phúc Hơn nữa bản thân chị Cũng không có khả năng sinh con Tại sao lại níu giữ anh Tùng như vậy Là chị không sinh con được Nên anh Tùng mới tìm đến tôi Bây giờ chị lại đổi trắng tay đen Đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi Chị làm như vậy có quá đáng lắm hay không ây mẹ con tôi phải chết chỉ mới vừa lòng tôi có sinh được ai không không cần cô phải nói kể cả có không sinh được việc cô trèo lên giường tôi là cô đúng sao chính cô mới là người đang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác hơn nữa đứa nhỏ trong bụng cô là của chồng tôi sao là chồng tôi không nhận con hay là do đứa bé không phải con của anh ta hồng anh cười nhạt nói tiếp cô tốt nhất nên nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của tôi đi nếu không thì mọi chuyện quá đáng như cô nói rất có khả năng sẽ biến thành sự thật đấy chị cô ta nhìn hồng anh đầy hoảng hốt lúc này bảo vệ của công ty cũng đã tới bảo vệ nhanh chóng lôi cô ta ra hồng anh lắc đầu người phụ nữ này có gan leo lên giường chồng cô nhưng cũng chẳng phải là người dũng cảm cô mới nói có vài câu mà cô ta đã sợ hãi vậy mà cô ta cũng dám đến đây tìm cô gây sự sao đúng là được cười quá cô ta rời đi chưa được bao lâu hồng anh nhận được điện thoại từ tùng cô đoán anh ta đã biết chuyện sáng nay anh xin lỗi anh sẽ giải quyết chuyện này cô ta sẽ không đến làm phiền em nữa đâu ngay khi cuộc gọi vừa kết nối tùng đã giải thích tôi cũng không bị cô ta làm gì chỉ hơi phiền phức tôi hồng anh đáp việc ly hôn của chúng ta cũng nhanh chóng tiến hành đi tôi nghĩ ly hôn xong rồi cô ta sẽ không có cớ đến làm phiền tôi nghe đến chuyện ly hôn tùng im lặng hồng anh chẳng thúc giục anh ta đã đồng ý với cô nên sẽ không nuốt lời anh biết rồi anh sẽ sắp xếp tùng mệt mỏi nói bao giờ xong anh sẽ gọi điện cho em được thôi hồng anh dừng một lát rồi nói tim anh nhớ giữ gìn sức khỏe nói xong cô cướp máy đây là những lời tốt đẹp nhất mà cô có thể dành cho anh ta ngoại trừ những lời này Hồng Anh cũng chẳng thể nói gì thêm cả. Mối quan hệ giữa bọn họ bắt đầu một cách tốt đẹp thì ít nhất cũng nên kết thúc một cách lịch sự. Tối hôm đó Hồng Anh cũng nghe tin về Thành qua em trai. Mình kể. Còn biết như thế nào mà hôm nay có mấy người phụ nữ trung niên đến tận công ty em để đánh ghen đó. Nghe nói anh ta quyến rũ vợ người khác. Những người tìm đến là mẹ chồng và người nhà. Em cũng không biết thực hư như thế nào. Nhưng mà anh ta đã bị cho nghỉ việc rồi Đây có lẽ là do nhà chồng chị làm thôi Hồng Anh đoán Còn chuyện anh ta có quyến rũ người khác hay không Thì cũng không biết Bất kể đó có phải là sự thật hay không Thì bố mẹ chồng cô cùng biến đó thành chuyện thật Và đây là cách bọn họ trả thù Người đàn ông đã cấu kết với cô ta Để lừa dối bọn họ Mà Hồng Anh tin rằng Đây cũng chỉ là mới bắt đầu thôi Kết cục của bọn họ sẽ không đơn giản như thế quả nhiên hồng anh đã đoán đúng vì cô vẫn nhờ tám tử điều tra nên vài hôm sau đã nhận được tin thành không chỉ bị cho tôi việc mà còn bị tai nạn anh ta bị gãy chân bác sĩ nói ít nhất phải mất hai tháng nữa mới lành được và sau này còn rất nhiều khả năng để lại tật đấy thám tử nói qua điện thoại hồng anh hỏi là bố mẹ chồng tôi làm sao không điều tra được người ta ra tay rất kín miệng bên ngoài vẫn chỉ nói là tai nạn bình thường gây ra vì say rượu thôi bên kia cũng đã bồi thường đầy đủ cho anh ta không hề có ý trốn tránh hay chối bỏ thám tự trả lời hồng anh cười nói họ sẽ không ngại bỏ ra một chút tiền đó xem ra quả này anh ta phải ngậm bùa hòn làm ngọt rồi thành cho dù có hận bố mẹ chồng cô muốn bọn họ phải trả giá thì cũng chẳng làm được gì lý do rất đơn giản anh ta không có quyền không thể lấy gì đấu lại bọn họ hơn nữa chỉ cần anh ta phản kháng hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa cuộc đời này vốn là như vậy không có quyền có thế thì phải có tiền một khi không có cả hai thứ đó thì đành phải cam chịu mà thôi những ngày qua cô ta cũng có vài lần đến công ty thậm chí là đến nhà của chị nhưng bị người của nhà chồng ngăn cản tôi nghe phong phanh rằng chồng chị đã gây áp lực cho bố mẹ cô ta ở quê vì vậy cô ta đành phải an phần thôi không đến tìm chị nữa Thám tử nói tim Chồng chị đã cho cô ta một khoản tiền Cô ta đã rời khỏi thành phố này rồi Hồng Anh thở dài không nói gì Chồng cô xem ra cũng có chút tình nghĩa với cô gái đó Đến cuối cùng anh ta cũng không đuổi cùng giết tận cô ta Nhưng mà bố mẹ chồng của chị Hình như còn chuẩn bị quà đặc biệt cho cô ta Tôi nghe tin đồn phong phanh từ những người đồng nghiệp xung quanh Nhưng mà cũng không rõ Thám tử nói thêm Tôi có cần điều tra chuyện này không? Không cần đâu. Anh chốt sổ đi, tôi sẽ thanh toán. Hồng Anh từ chối. Tôi sẽ gửi cho chị trong ngày mai. Lần sau nếu có chuyện gì thì chị cứ đến tìm tôi. Tôi hy vọng sẽ không phải nhờ tới anh nữa. Hồng Anh nói xong thì cướp máy. Cô nghĩ rằng mẹ chồng mình nhất định sẽ dạy cho cô ta một bài học. Nhưng đây không phải là chuyện mà cô quan tâm. Với cô, mọi chuyện đến đây đã kết thúc. Hơn một tuần sau, Hồng Anh trở lại ngôi nhà của hai người để ký đơn ly hôn. Mọi thứ đã xong xuôi, giờ chỉ cần cô ký đơn ly hôn là thủ tục có thể nhanh chóng được giải quyết. Khi Hồng Anh đến nơi, Tùng đã ngồi đợi cô sẵn. Ngôi nhà vốn ấm cúng của hai người, giờ nhìn vừa trống trải vừa lạnh lẽo. Những đồ dùng của Hồng Anh đã được dọn đi hết. Thời gian qua, Tùng cũng chẳng trở về nơi đây. Còn cô ta vốn định đến đây sửa chữa, nhưng chưa kịp thì đã bị đuổi đi ngôi nhà này anh tính sẽ bán đi ngay khi hồng anh bước vào tùng liền nói hy vọng có thể có một chủ nhân mới với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc tùy anh dù sao tôi cũng không lấy ngôi nhà này đâu hồng anh trả lời trước đó hai người đã liên hệ qua điện thoại để thương lượng chuyện phân chia tài sản trong số tài sản cô nhận được không có ngôi nhà này bản thân hồng anh cũng không muốn lấy cô không muốn nhớ lại quãng thời gian hai người từng hạnh phúc. cô cũng càng không muốn nhớ tới những ngày tháng cãi vã hay đơn độc ở nhà, gặm nhấm nỗi đau bị phản bội. tùng cười nhạt đáp: anh biết em chẳng còn lưu luyến gì cuộc hôn nhân này cả, mọi chuyện đều là do anh. anh xin lỗi. hồng anh không nhìn anh ta, cô vừa nhìn quanh phòng khách vừa trả lời: tôi đã nghe được lời xin lỗi của anh, nhưng tôi không chấp nhận nó. Cả cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh Anh biết Anh cũng không cầu mong em sẽ tha thứ cho anh Tùng lắc đầu nói Tôi còn có việc Ký xong đơn ly hôn tôi sẽ đi ngay Hồng Anh nhắc nhở Tùng cười khổ bảo Bây giờ cả thời gian nói chuyện với anh Em cũng không có nổi sao Hồng Anh không trả lời Tùng thở dài sau đó cũng không dây dưa tim Hai người nhanh chóng ký vào đơn ly hôn Sau đó không lâu Thủ tục ly hôn hoàn tất Ngày ra tòa ngoài trừ hai người Cũng không có ai đến Thời điểm bước chân ra khỏi tòa Hồng Anh chính thức đã ly hôn Giờ đây cô và người đàn ông bên cạnh Không có quan hệ gì về mặt pháp lý Tạm biệt Sau này hy vọng chúng ta không gặp lại nhau Hồng Anh nói với Tùng rồi xoay người đi Tùng đứng đó nhìn theo người phụ nữ Đã từng là vợ của mình đầy chua xót Hồng Anh theo Tùng từ khi hai người là sinh viên Hai người cùng nhau tốt nghiệp Rồi lại cùng nhau nắm tay Bước vào lễ đường Đáng tiếc kết thúc của mọi chuyện lại chẳng phải Khung cảnh gia đình hòa thuận Hạnh phúc Sau khi ly hôn Hồng Anh cũng nhanh chóng làm thủ tục Để đến trụ sở chính của công ty Không lâu sau cô thu xếp mọi việc Và ra sân bay Cả nhà ra tiễn Hồng Anh Con đi đến đó Nhớ tự chăm sóc sức khỏe Bao giờ con ổn định Cả nhà sẽ quá Mẹ cô dặn dò Con biết rồi mẹ cứ yên tâm đi Hồng Anh đảm bảo Bố và mình đứng bên cạnh Cũng lần lượt dặn dò Hồng Anh Cuối cùng khi gần đến giờ bay Hồng Anh mới vào trong làm thủ tục an ninh Thời điểm quay người lại vẫy tay chào mọi người Hồng Anh có loán thoáng Nhìn thấy bóng dáng của Tùng Cô hơi cường lại nhưng rất nhanh Tỏ vẻ bình thường rồi rời người đi Mọi chuyện đã kết thúc rồi có phải anh ta hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa tùng đứng ở phía xa nhìn theo hồng anh cho đến tận khi không nhìn thấy cô nữa trong lòng anh lúc này cực kỳ trống vắng bó hoa cầm trên tay cũng trở nên dư tựa tùng biết mình không có can đảm để tặng cô nhưng vẫn mua nhìn bó hoa trên tay cùng với dòng người tấp nập xung quanh anh cảm thấy rất lạc lõng những ngày qua anh đã cực kỳ hối hận và ăn năn về chuyện mình đã làm nhưng Tùng không vang nài hay xin xỏ hồng anh Anh không muốn cô có sự Tình yêu này hãy để cho anh chôn chặt trong trái tim Tùng quay đầu Anh đặt bó hoa lên một chiếc ghế trống Khẽ nói câu tạm biệt rồi rời đi Trời trong xanh Nắng nhẹ Máy bay đúng giờ cất cánh Bay lên bầu trời Đến một thành phố mới Quý vị vừa lắng nghe xong tập 3 Và cũng là tập cuối cùng của bộ truyện tội danh kẻ ngoại tình được viết bởi tác giả cơm cháy và chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay cũng xin phép khép lại tại đây xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo chúc quý vị một ngày thật vui vẻ